Mấy giờ nhỉ? Chuyên mục giao lưu của người không nổi tiếng phát sóng trực tiếp trên kênh VTV12. Và hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn một vị khách cực kỳ đẹp trai và đa đồ tài, và theo như tin đồn giang hồ, anh ấy mang giới tính nam và rất yêu thích phụ nữ. Xin chào đón anh, Mr. Cường Nguyễn. Cường Nguyễn với Thái âm chân quyền. Cường Nguyễn sẽ gửi đến cho các bạn thật là mới mẻ. Anh hôm nay anh sẽ gửi tới cho các bạn một tiết mục thật là đặc sắc. Các wow, sao nó bị cắt sao? Ngủ từ từ luôn.